Nam Anh kính chào quý vị. Hôm nay thứ tư, 27 tháng 2 năm 2019. Kính chào quý vị đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay gồm có Tổng thống Hoa Kỳ đang có mặt tại Việt Nam để họp cùng Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, tin tài liệu với Minh Thúy và nhận định và thân tích thời sự Việt Nam. Để mở đầu Nam Anh kính gửi đến quý vị bản tin về hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trung và ông Kim Jong Un. sau khi hội kiến với các lãnh đạo Việt Nam tối 27 tháng 2 năm 2019 giờ Việt Nam, Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã gặp riêng Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un tại Metropole Hotel Hà Nội trước khi hai nhà lãnh đạo dùng cơm tối với nhau cùng với các cố vấn thân cận. Trong cuộc trao đổi ngắn với lãnh đạo Bắc Hàn, trước giới truyền thông, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng là cuộc họp thượng đỉnh sẽ đưa đến một kết quả cụ thể và thành công hơn thượng đỉnh đầu tiên vào tháng 6 2018 tại Tân Gia Ba. Sau khi bắt tay nhau, Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, ông Trump ngỏ lời chào, hân hạnh gặp Kim Jong-un lần này và nhất là cuộc gặp gỡ được xảy ra tại Hà Nội, Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ cảm ơn Việt Nam đã tổ chức trọng thể kỳ hợp quan trọng này ông trump đã trực tiếp nói với lãnh đạo bắc hàn rằng ông tin tưởng rằng vào tiềm năng phát triển kinh tế của bắc triều tiên về phía bình nhưỡng ông kim jong un tuyên bố kỳ vọng thượng đỉnh lần này sẽ đem lại những kết quả tích cực trong lúc trao đổi hai ông kim và trump có vẻ bớt căng thẳng hơn và đôi bên dành cho nhau những lời khen tặng tổng thống trump đánh giá chủ tịch bắc triều tiên là một nhà lãnh đạo lớn Ông Kim Jong-un thì đề cao chính sách của Donald Trump trên hồ sơ Bắc Hàn là một quyết định can đảm. Vài giờ trước khi gặp lại người bạn chính trị Kim Jong-un của Tổng thống Trump trên mạng Twitter, Tổng thống đã một lần nữa hứa hẹn một sự phát triển kinh tế của Bắc Hàn nếu nước này chấp nhận từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump như ví dụ của Việt Nam, quốc gia cộng sản đã chuyển sang nền kinh tế tư bản và từ một kẻ thù trong chiến tranh đã trở thành nước bạn của Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ viết: Ít có quốc gia nào trên thế giới phát triển được như Việt Nam. Bắc Triều Tiên sẽ làm được như thế nếu nước này quyết định phi hạt nhân hóa. Rất tiếc là Tổng thống Trump không nói về những vi phạm nhân quyền dưới chế độ cộng sản của hai quốc gia Việt Nam và Bắc Hàn. Điều thiếu sót quan trọng này có thể là ước mong lớn của rất nhiều người yêu chuộng đời sống tự do dân chủ và Hoa Kỳ là một trong những quốc gia cổ vũ đầu trên thế giới. Và kính thưa quý vị, để tiếp theo, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bản tin tài liệu với Minh Thúy. Chủ đề kỳ này nói về vũ khí bí mật mới của Hoa Kỳ, vũ khí bắn tầm xa. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, một bí ẩn mới của quân đội Hoa Kỳ về loại súng bắn tầm xa có thể ngồi bên bờ biển Hoàng đảo ở Biển Đông và bắn trúng mục tiêu của Trung Cộng hàng trăm dặm. Đập tan hòn đảo nhân tạo làm từ trầm tích, nạo vét đang đóng một vai trò như tiền đồn quân sự của Bắc Kinh. Đó là theo lời của Bộ trưởng Quân đội Mark Esper, người nói rằng vũ khí tuyệt vời này sẽ mở cửa cho các dịch vụ khác làm nổ tung hàng phòng thủ của kẻ thù trước khi chúng có cơ hội nổ súng vào khu vực lực lượng của hải quân, không quân và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Esper trích dẫn trong Task and Purpose hôm thứ Tư 23 tháng Giêng 2019 nói rằng Supergun có thể ngồi trong một hố súng bên bờ của bờ biển Biển Đông và các mục tiêu nổ súng như xa khoảng 1.150 miles. Khẩu súng này có thể tiêu diệt tàu chiến và các mục tiêu quân sự của Trung Cộng trên các hòn đảo ở Biển Đông phá hủy các vị trí phòng không, lắp đặt radar, hỏa tiễn chống tàu và thậm chí những căn cứ không quân. Việc phá hủy các cơ sở này trong thời kỳ chiến tranh xảy ra sẽ cho phép các lực lượng không quân, hải quân và bộ binh Hoa Kỳ xâm nhập vào khu vực và đánh trung cộng ra khỏi các đảo. Câu hỏi được đặt ra thì vị trí nào có thể để dùng cho loại súng này? Quân đảo Philippines ở rìa phía đông của biển Đông, đặc biệt là các đảo Palawan và Luzon. Năm 2016, thì quân đội Hoa Kỳ đã khai triển các bệ phóng hỏa tiễn gắn trên xe tải HIMARS tới Philippines để tập trận chung với các lực lượng vũ trang Philippines. Địa điểm được chọn cho Supergun trên đảo có thể tấn công các cơ sở quân sự của Trung Cộng ở cả hai chuỗi đảo Trường Sa và Hoàng Sa, bao gồm các căn cứ không quân trên Subirip và Cross Reef Từ Palawan, khẩu súng lớn này cũng có thể tấn công toàn bộ đảo Hải Nam, nơi căn cứ các tàu ngầm hỏa tiễn đạn đạo hạt nhân của Trung Cộng và là một phần nhỏ của đất liền. Hiện nay chúng ta biết rất ít về loại vũ khí này của quân đội Hoa Kỳ, ngoại trừ biết rằng nó là loại súng portable và được dự đoán bắn xa khoảng 1.000 hải lý hoặc là 1.150 miles và không biết cách nó đẩy đạn ra sao, bao lâu thì nó có thể bắn được và cỡ lớn của đạn. Thêm một gợi ý từ bình luận Esper, dù là loại súng gì, nó có thể bắn trúng mục tiêu đang di chuyển. Nó có thể đánh tàu của hạm đội Trung Cộng và hy vọng là quân đội sẽ cho chúng ta biết sớm hơn. Trung Cộng hoang mang khi Mỹ phát triển siêu pháo tại Biển Đông. Hôm thứ Tư 23 tháng Giêng năm 2019, thì Bộ trưởng Lực quân Mỹ Mark Esper đã tiết lộ là quân đội Mỹ đang phát triển loại siêu pháo với tầm bắn là 1.000 dặm. Với hoạt lực như vậy thì quân đội Mỹ có khả năng tấn công các mục tiêu di động ở biển Đông từ một ụ pháo trên đất liền. Bạn có thể tưởng tượng một kịch bản là hải quân cảm thấy là họ không thể tiến vào biển Đông vì các tàu hải quân Trung cộng hoặc là vì bất cứ điều gì. Expert nói trong một cuộc hội thảo với phóng viên mà không hề né tránh một cái tên Trung cộng. Khi ấy, chúng tôi có thể từ một địa điểm cố định trên đảo hoặc là một nơi khác khóa mục tiêu kẻ thù, khóa mục tiêu trên biển ở khoảng cách xa. Esper cho rằng đó là một cách hiệu quả khiến cho đối thủ phải mở cửa Biển Đông. Khi được hỏi tại sao quân đội cần pháo binh có thể bắn xa đến 1.000 dặm, Esper giải thích là quân đội Hoa Kỳ cần phải bắn xa hơn pháo của đối phương. Bạn muốn ở ngoài phạm vi mà kẻ thù có thể tấn công bạn, Esper cho biết và dùng hình ảnh thanh kiếm và ngọn giáo để minh họa cho triết lý của mình. Tại sao ngọn giáo lại xuất hiện? Bởi vì đối thủ có một thanh kiếm, một ngọn giáo mang lại cho bạn tầm sát thương xa hơn. Bạn luôn muốn ở vị trí mà bạn có thể tấn công trong khi không bị đánh trả. Đó là những gì pháo binh tầm xa mang lại cho chúng ta. Thông tin Mỹ phát triển siêu pháo với tầm bắn 1.000 dặm sẵn sàng khóa tàu chiến Trung Cộng ở Biển Đông đã khiến cho Trung Cộng lo lắng. Quyền Đông Sư, một nhà phân tích quân sự tại Bắc Kinh nói với Thời báo Hoàn Cầu hôm thứ Hai rằng một vũ khí như vậy có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho Trung Cộng. Một số tỏ ra không tin Mỹ có thể làm được điều siêu pháo này. Một chuyên gia quân sự Trung Cộng yêu cầu không được nêu tên đã nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng nếu là đại pháo thì tầm bắn không quá 100 km. Ngay cả khẩu súng điện tử mà Mỹ đang phát triển cũng không có tầm bắn quá 300 km. Vì vậy, theo chuyên gia ẩn danh, pháo đại bắn tầm xa 1.000 dặm mà Bộ trưởng Lục quân Mỹ cho biết rất có thể là một loại hỏa tiễn. Các chuyên gia Trung Cộng tin rằng cụm từ siêu pháo, tức là Supergun, có thể là vỏ bọc của Mỹ phát triển hỏa tiễn đạn đạo tầm trung giống như DF-26 có khả năng nhắm vào các tàu đang di chuyển mà không bị ràng buộc bởi hiệp ước INF. Trong lúc hoang mang không biết siêu pháo 1.000 dặm của Mỹ là thứ gì thì Trung Cộng khoe khoang DF-27 hay còn được gọi là sát thủ với đảo Guam, tức là Guam Killer, với tầm bắn là 4.500 km, có thể vươn từ Trung Cộng đến đảo Guam của Mỹ. Kính thưa quý vị, lực lượng hỏa tiễn Trung Cộng hôm 23 tháng Giêng lần đầu tiên công bố video phóng thử hỏa tiễn DF-26 trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực Tây Bắc của nước này. Các chuyên gia quân sự Trung Cộng cho rằng Lần phóng thử này chứng minh năng lực chống hạm của DF-26, nhưng Mỹ tin tưởng là có thể gây nhiễu, chế áp hệ thống truyền dữ liệu và vệ tinh của Trung Cộng, khiến cho hỏa tiễn DF-26 mất phương hướng trong khi bay và không thể đánh trúng hàng không mẫu hạm ở trên biển. Hãy nhớ rằng, Liên Xô chưa bao giờ phát triển thành công hỏa tiễn đạn đạo chống hạm và chưa có quốc gia Tây phương nào sở hữu hỏa tiễn tương tự cựu tư lệnh trung tâm tình báo hỗn hợp Thái Bình Dương của Mỹ, Carl Soto đã nói. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thủy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới. Thư mời ra mắt phim tài liệu Sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam Kính thưa quý hội đoàn, đồng hương và nhân sĩ Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi ra mắt bộ phim Con Người và Lịch Sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam, dựa vào các cuộc phỏng vấn với cựu đại sứ Bùi Diễm. Buổi ra mắt phim được tổ chức vào lúc 1 giờ thứ Bảy ngày 2 tháng 3 năm 2019 tại Đại học luật George Mason University Law School, Founders Hall Multipurpose Room 125 địa chỉ 3351 Fairfax Drive, Arlington, Virginia 22201. Mọi liên lạc xin gọi ông Nguyễn Mậu Trinh 301 461 8490, ông Võ Thành Nhân 301 257 8496 và Alex Thái Võ 757 318 1661.